À đây là si 8 triệu. Đẹp quá. Ôi, cái gì đây nhỉ? Chè. À, à chè. Chè, chè uống nước đấy. Ô, hay quá. Ui ui ui, có tổ ong đây thật. Ong vò vẽ đây. Đang thăm chị Liên cái xe nào. Đây là nhiều cái đẹp quá nhỉ. Từ phía trước đến hôm nay lại thêm bao nhiêu quả này. Ôi hôm nay nóng rồi. Chắc chưa Tết nó mới rét. Kiểu này Tết rét. Bao giờ Trung Quốc nó phải tuyết rơi nhiều. Xương cá 2, 3, 4, 5 cân, 5 tấn. Bao tiền chị? 2 triệu rưỡi. Ui, con này kinh dị nhỉ. Nhẹ dạ, dưỡng giá 7 triệu em không bán. À thế á? Đây nhỉ, cái đấy em mua em chơi mà. Cây này bao nhiêu tiền đấy chị? Đẹp quá nhỉ, dị cây nhỉ. Độc lạ Việt Nam. Đấy. Đó đấy, thế là vào mặt sau mắm rất là. Vâng. Quái cây. Đấy. À, đẹp đấy. Cây chuyên nghiệp nó phải đấy, đẹp đấy. Chứ có ngày nào trẻ ra phải. Tùy hôm. Không nhưng mà trẻ, trẻ mãi. Thế còn cây này? Đây. 3 triệu. 3 triệu. Lỗ sung này bao nhiêu? Lỗ sung này 3 triệu rưỡi anh ạ. Đúng chất sung luôn. Ừ, quả nhiều, quả đẹp. Cây đấy quả rất đẹp. Quả rất tuyệt vời. Ừ. Đấy, xem mua đi. Mua đi được anh em bán cửa hàng nhá. Đúng gọi là sung luôn đấy. Nhìn rất sung. Quả chi chít mà quả nó đẹp. Quả màu đẹp. Và như ý là cái quả màu nó đẹp. Chứ nhiều loại quả nó không đẹp lắm. Nó đấy quả đẹp. Anh em cái đấy em phải tuyệt vời luôn anh ạ. Cái đấy quả phải nhiều lắm mới chứ phải đơn nhiều đâu. Sung mà ra quả ở gốc cái kia mới sướng. Quả nó phải tới gốc mới đi ngọt. Ừ đấy. Đây là một tác phẩm rất dị dàng, không ai có, 102 luôn. Cho cái cột đèn vào đây, tối bật. Đâu ngầm viên ngọc thì anh thế. Hoặc là tượng Phật để tu luyện trong này cũng được. Thiền. Ngầm ngọc. Nhưng mà nhìn thấy ra dáng rồng lộn đúng không ạ? Không, cây này không biết đâu mà lần thật. Quá dị luôn. Đúng là rồng lộn đây rồi. Rồng lộn. Rồng lộn. À, giờ đây rồi. Múp mím đây rồi. Múp mím. Đấy, ừ. Đấy cho tí đất vào nó sạch bệ nó nhìn nó khác ngay. Lại lên tiền luôn. Ừ. Chỉ chờ ra thôi. Ừ. Bao tiền đấy Thuận? 18 à?
18 à? Mười tám triệu. Ủa hôm nay đông người đi chợ thế nhỉ? Thời tiết nó đẹp. Wow, tử vi này kinh dị đấy. Xem cụ báo giá. Ủa bố đi, anh vừa làm điếu rồi. Đang đâu rồi? Cây chạm tiến này là của ai đấy? Bao nhiêu tiền đấy? 6 triệu. 6 triệu. Tổ ong ngồi dưới góc này. Bự nhỉ. Ong làm tổ. Đây à? Tổ ong này. Không biết đâu mà lần. Kinh đấy. Chạm tiến như này là gọi là khủng đấy. Chà, Phúc Kiến này là khủng đấy. Kiến ơi, hả? Nếu mới gây trải tung đây của anh nhân mạng thì... Tung lâu rồi. Anh có để ý đâu mà. Anh có để ý đâu mà. Thế bảo là... Đéo thấy mình đâu mà. Đéo thấy mình đâu. Đéo thấy mình đâu mà. Tung hết rồi, không để ý thôi. Cái này nó còn quê, nhưng mà quê nó đẹp lắm. Nó chẳng biết là bạn hải cho người thì nó vàng bóng. Nhưng mà mình phải sợ bóng. Con này thì tôi bảo là không sinh nữa. Đang nửa tháng bật lộc ra rồi đây. Đang nhú đầy lộc. Công nhận quả trà này khủng thật. Quá khủng luôn. Đu toàn gốc. Cây trà Phúc Kiến này là ít đấy. Hoa trái. Vừa là chơi không động hàng với ai, không ai có. Không ai có. Ai cũng phải ngắm xem được gốc nó ở đâu, ngọn nó ở đâu. Rồng lộn. Rồng lộn nữa. Rồng lộn. Ôi tiền đây là tiền ôi. Rồng lộn. Ôi. Đây là cụ ngựa. Đây là một cái này. Đây là cái ngựa này. Ôi ngựa mà dài loằng ngoằng này hả? Ôi ngựa này chẳng ai. Không cho phải đặt tên rồi, đặt tên đấy. Thế không là người ta đang rồng lộn hay lại đi rồi. Đang rồng lộn hay như thế đổi tên. Đang rồng lộn này. Con này là muốn tưởng đặt được tên. Nếu mà để cạnh cái ghế nó gọi là rồng lộn qua ghế. Đây nó phải rồng vào cái a ngang gọi là gì. Đây rồi, tìm thấy đầu đây rồi, tìm thấy đầu rồng đây rồi. Đúng đang lộn xuống dưới cái gì đấy. Rồi. Nó phải bầu dục. Cứ cái gì mà rồng lộn là phải đi với bầu dục. Đây. Cái này nó gọi là kinh dị này. Cái này nhiều tiền đúng không? Ở đây 7 triệu. 7 triệu. Ừ. Đấy ở nào vậy mà. Quá kinh. Đấy, hôm nay toàn những cái tác phẩm độc đáo. Đấy, nhà còn ôm kín cả cái đỉnh đá luôn này. Ôm hết ở trên này. Ê, mới hay. Công nhận. Nghĩa nơi mà cả băng lạnh. Ừ, lạnh. Hết cả môi thế này. Sốt ruột à? Sốt ruột quá. Sốt ruột. Không áo đâu mà vào đi. Lắc thôi. Lắc thôi. Sốt hết cả ruột. Ông Tị ông hay thương hoa tiếc ngọc lắm. Ok, để sang chỗ Hương cái nào.
để nốt chỗ này phát. Lúc nào cũng có tre đẹp. Mập thế nhỉ? Vàng óng nhỉ. Đẹp, đẹp cả tiền lẫn cây. Cái tre là bao tiền người nhất nhỉ? 2,5 triệu. Đẹp quá nhỉ, sao nó cũng múp mím nhỉ. Đẹp cây, đẹp tiền. Vàng ươm. Dưới như kiểu cục đá ốc sư nhỉ. Đấy. Cái này 4 triệu. Nhìn như cục đá nhỉ. Dưới đấy, không bao giờ hết dưới đẹp. Ui, kín cái sẹo luôn. Kinh này. Như kiểu hòn đá suối nhỉ. 4 triệu. Túc. Cái này thì bao nhiêu người nhỉ? 2 triệu. À đây là chi 8 triệu. Đẹp quá. Ôi, cái gì đây nhỉ? Chè uống nước đấy. Ô, hay quá. Ui, có tổ ong đây thật. Ong vò vẽ đây. Từ đó quả viêm đắp này nó đi qua cái mất lưng đúng như tổ ong này. Dưới này có phải chè không nhỉ? Cây chè bao nhiêu tiền nghệ nhân? 1,5 triệu. Thế hay như này, chè này, chè uống nước này, chè búp này, đẹp quá, như tổ ong luôn này. Dính cây chưa? Kiểu như tổ ong ruồi ấy. Lạ quá. Cây này rất mỏng mình. Có nét rất hay. Xì. Chúc người nó đắt hàng nhá. Toàn cái đẹp.